Toyota Innova 2023 thế hệ mới bắt đầu nhận cọc từ 25 tháng 11, chuẩn bị lật đổ Mitsubishi Xpander. Toyota đã chính thức nhà hàng Toyota Innova H-Cross mới, dành cho thị trường Ấn Độ. Hãng xe Nhật Bản sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng trước, cho mẫu MPV mới vào ngày 25 tháng 11 năm nay. Giá của Toyota Innova H-Cross mới dự kiến sẽ được công bố tại triển lãm ô tô 2023, và việc giao hàng có thể sẽ bắt đầu vào nửa cuối tháng 1. Những thông tin này chắc chắn sẽ khiến cho Mitsubishi Xpander phải lo lắng. Trước Ấn Độ, Innova mới sẽ trình làng tại Indonesia vào ngày 21 tháng 11 tới, dưới tên gọi Innova Zenix mới. Toyota Innova H-Cross mới sẽ có kiểu dáng hoàn toàn mới, với một số yếu tố thiết kế giống xe SUV. Trên thực tế, mẫu xe Innova mới tại Ấn Độ có thể được gắn nhãn là một chiếc crossover MPV. Mẫu xe này đi kèm với mặt trước nổi bật giống SUV, dường như được lấy cảm hứng từ các mẫu xe toàn cầu của Toyota bao gồm Corolla Cross. Mặt trước của Toyota Innova, H-Cross nổi bật với lưới tản nhiệt hình lục giác lớn hơn và thẳng đứng, thiết lập đèn pha mới với hai miếng chèn hình chữ L, các nếp gấp mạnh mẽ trên nắp capo, và cản hầm hố có vỏ đèn sương mù hình tam giác. Mẫu xe đối thủ của Mitsubishi Xpander đi kèm với vòng bánh xe lớn và các đường nét cá tính mạnh mẽ trên bảng điều khiển. Những hình ảnh rò rỉ cho thấy mặt sau của Toyota Innova H-Cross mới sẽ được lấy cảm hứng từ người anh em Avanza đang được bán tại các thị trường Nam Á. Xe sẽ có đèn hậu định hướng theo chiều ngang với đèn phanh LED và bộ mâm hợp kim 10 chấu mới. Toyota Innova H-Cross mới sẽ hoàn toàn khác với Toyota Innova Crysta hiện tại. Mẫu MPV mới của Toyota được thiết kế và phát triển trên nền tảng toàn cầu TNGAC được sử dụng nền tảng cho Corolla Cross. Đây là một nền tảng liền khối, dẫn động cầu trước, trong khi Crysta hiện tại dựa trên khung gầm bậc thang RWD. Có khả năng dài khoảng 4.700mm, Innova H-Cross mới có khả năng cung cấp chiều dài cơ sở 2.850mm. Chiều dài cơ sở của Toyota Innova H-Cross dài hơn, khoảng 100mm so với thế hệ Innova hiện tại và sẽ mang lại nhiều không gian hơn bên trong cabin. Toyota Indonesia đã nhá hàng nội thất của Innova mới, tiết lộ nhiều tính năng lần đầu tiên xuất hiện. Cụ thể, mẫu xe Innova mới được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh 2 tấm lớn, cửa gió điều hòa gắn trên nóc xe và hệ thống đèn nội thất xung quanh. Để giải trí cho hành khách phía sau, Innova H-Cross mới sẽ đi kèm với màn hình phía sau gắn ở ghế trước. Toyota Innova H-Cross có khả năng đi kèm với các tính năng như cốp sau chỉnh điện, ghế cơ trưởng có chức năng ghế dài, phanh đỗ xe điện tử và camera 360 độ. Hơn nữa, trên thế hệ mới, đối thủ của Mitsubishi Xpander cũng sẽ nhận được gói công nghệ an toàn của ADAS với các tính năng như hệ thống tiền va chạm, kiểm soát hành trình bằng radar động, hỗ trợ theo dõi làn đường và đèn pha tự động. Innova H-Cross mới sẽ không được cung cấp tùy chọn động cơ diesel. Thế hệ Innova mới sẽ được trang bị động cơ TNGA 2.0 lít với công nghệ hybrid mạnh mẽ. Thêm vào đó, mẫu MPV của Toyota cũng sẽ nhận được động cơ xăng 2.0 lít NA.